Thưa quý vị, ngôi nhà được thiết kế mang phong cách hiện đại hiện nay được rất nhiều gia đình lựa chọn bởi nguyên tắc tổng thể đơn giản, chi tiết phong phú, mang lại cảm giác thoải mái, thoáng đãng cho người sử dụng. Đây cũng là phong cách đang dần trở thành trào lưu thiết kế hiện nay của nhiều hộ gia đình. Trong mục tư vấn ngày hôm nay, chúng tôi xin gợi ý đến quý vị phong cách thiết kế hiện đại này. Căn liền kề này nằm trong khu biệt thự cao cấp Gamuda Garden với diện tích 110m2. Với mong muốn của chủ căn nhà này là có một ngôi nhà vừa đẹp nhưng lại thể hiện được những nét đơn giản, kiến trúc sư đã chọn phong cách hiện đại, sử dụng chất liệu chính là gỗ để thể hiện ý tưởng đó cho ngôi nhà này. Khác với kiến trúc mang phong cách cổ điển, kiến trúc mang phong cách hiện đại sử dụng nhiều mảng, khối, đường nét rõ ràng nhằm tạo được dáng vẻ trẻ trung hiện đại, mang lại cảm giác thoải mái, đơn giản cho người sử dụng. Kiến trúc hiện đại thường ưu tiên không gian sử dụng. Nó có ưu điểm là có dây chuyền công năng được đề cao. Một sản phẩm có thể dùng đa chức năng khi được kết hợp với nội thất thông minh nhằm tạo độ mở về không gian, giao thông và vật liệu cũng được tiết kiệm tối đa. Ưu điểm của phong cách hiện đại này thì là tối ưu và tối đa hóa về không gian, tạo nên một không gian mở trong không gian sống của mình. Với khoảng diện tích từ 30 cũng có thể thiết kế được phong cách hiện đại và 100m2 thì cũng có thể thiết kế được phong cách hiện đại một cách hoàn hảo. Từ phòng ăn đến phòng khách không còn bị ngăn nhau bởi những cánh cửa nữa, mà giờ đây chúng lại được thông nhau với thiết kế mở nhằm giảm bớt sự phân chia cố định không cần thiết, tạo một mặt bằng thông thoáng, tầm nhìn rộng rãi. Những ưu ý đối với những người sử dụng phong cách hiện đại trong nội thất thì về hình khối thì phải đơn giản, gọn gàng, màu sắc thì nên chọn những màu trung tính, chỉ nhấn vào những không gian hoặc những chi tiết đồ vật cụ thể mà mình mong muốn, không nên sử dụng quá nhiều màu sắc trong không gian hiện đại. Kiến trúc sư Quách Mạnh Dũng cũng cho biết, ưu điểm lớn của thiết kế mở là tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên cho các không gian chức năng. Vì phần lớn các bức tường đã được loại bỏ hoặc giảm chiều cao xuống còn một nửa, nên ánh sáng tự nhiên có thể tràn khắp ngôi nhà, mang lại cảm giác rộng rãi và sáng hơn cho người sử dụng.